Bất chi đồng bóng chung xong ổ côn hay xong group tôi sẽ có chân này cả mấy thị phần này chế bạp rồi bỏ BTV tăng ổ chí tì group rộp án hay xong ổ côn chung bố cả nạ mấy thị vi đã ảnh nhá được chung chung rùm cả mấy thị này hay có xong ổ côn phong đáy chung bố BTV để bàn bắt đầu cả ở chung bàn chạy rùm lệ nơi chân này đang thầm mây mùi tiết đôi cái nhà thì có bàn lược là hai vợ con đừng bập ổn đã chết hay bên ấy dương dây tài đường thả bàn tờ là ca mũi đại cái hai tha tờ là cá bùng tờ ổn đã chết chúng pu sầm đôi tim mũi vợ con đang phổ vót men tên tới cứ bây dương dây pi phổ vót miền lại cái nạn dù mà hai tăng pi còi sự kiếm lộ đôi tim pi cho năm một con bầm buồn rồi sai sập trầm nó cứ miền cầm nứt không cao bậc ca tờ là cá bùng tờ ổn đã chết đằng hai hay bản tai đã miền ca ạ khan ruột mình sầu sầu khní từ cõi máu bàn chập đầm sầu sầu khní bàn chân chỉ sẽ đầy bìng nở lẽ khăn thì cả nắng hay miền ca bị phía xa khní phục hồi hội đại chúng nằm mà bòn bầm bùn đầy cay sập bầm bay bàn ruột đại châu ruộng nó còn ăn mặt hay ăn mặt hay cái bài cào ruột từng ở nắng khai chỉ phía kỳ sân mà đầm bay nuông ao lẽ khán thì cả nâng khai chỉ thờ đồng miết hay tà là cá nâng chấp đàm tâm là cá tà tàm chấp bạp nâng tại vị thị tờ chân đò năm bì bòn bì từ miền ruột chùm nguồn học sắp bàn bà đò sẽ chạm bàn tới hay thừa ấy nâng rôm sẽ chút nâng cứ lẽ khán thì cả thì không rôm đại bà cá tà là cá bồn tà là chít nâng bàn cho chị thờ đồng miền hay bên nóng dương ai như thế là cả nó còn chấp đàm tâm là cả hay hay tạm tình ở đây mà đọc bên ít cứ miền trăm bì bòn bầm bấy hôm giấy cứ miền ruột chùm nguồn mà rồi bầm bấy ruột đây đài chỉ phía ký hay nó nói miền bây giờ cầm chì dương mũi đài cứ bây giờ cầm chì dương bàn đó sẽ trả bán nó cứ chỉ tì học sập ruột bà đài ruột đài nóm ở miền lẽ khăn thì cả thì còn rốm châu thì thờ miền mà nữa nên cái chia pro vót tru tru này tờ là cả promotor an trạch chết đã hạ cắt thà ICC thà ta ICC rồi còn tờ là cả promotor an trạch chết miền ra chân na sầm pon bẹp na khá đại lục mới thôi ra chân na sầm pon rồi bao hờ tờ là cả ní cứ tìm mũi bôi dương dây bì rừng ra chân na sầm pon rất bá lưng miền này cứ hạ ta bật thiên bỏ thà bàn nắng hay miền cái ông tờ là cả nó chạy chỉ bay cầm rắt miền ông bờ đây chân đồng chùm rẽ miền đình ông chân đồng chùm rẽ
sạt lở bố hay nâng ông chuẩn bị lấy sạt lở hay bờ sạt lở chỉ chạy cầm tới miền đập bằng bay ruột nước nông nâng đại thôi cá cài vì nâng miền phần này rất là nhã hay bố xong chuẩn bị nâng phần này cái cả cho mình chi khé miền này thằng hàng cả làm chi này chẳng chẳng vì miền buồn nâng hay ti tăng rồi bao tà là cá nâng nơi nông bờ tây hồ long cứ ti còn hay mà chờ hay nị cứ chi ra cho na sầm pon hay mà đọc pin đi miền bờ dương dây pi đường bộc lực rồi bao tà là cá nâng miền đó bồng buồn rồi nhé bồng buồn rồi bà hay cọt màu pi sầm pi bờ tây chìm nuôn mà rồi bờ tây bà bà đây tha bờ nâng tây đài chi phía kỳ bà vị hạt kia lệ cây này của bà đó sẽ chạm bàn nâng chờ à hơi chai cắm nó có cái chưa được pi bất tế đại là bắt đầu sẽ chạm bàn lại chỉ phía kia đại ba hay bớt sân dây pi rừng bắt đầu pi sân nông mà rừng nó cứ bẹ pon cho môi nông bọc cồn cho nôn xài sập bông mùi rùi sai ba sập bông mùi là rùi xài sập bông mùi rùi hay rừng đại là bông phật nông đại là chào bạc cắn nó cứ mê đặc nòm nó bảo bất tế Congo cứ miền lục Thomas Lumbanga nó cứ gọi tại bàn cái chào chiến lược từ bốn nó được nông tà là cả bồng tòn đã chín nó cứ bẹp bòn nông bọn được cầm sừng kìm cứ cả này để quạt rực mây mình cướp bay vũ tầm bay châu là thưa sừng kìm hàn nó cứ chỉ ở vậy đấy chỉ chặt tục thay chỉ bọn mơ cất cầm sừng kìm mà nên cứ chia ra chân nào sầm bón cũng chia khai môi chấm nuối đại lục mới bị bàn bạch chặt chun chia sẽ thấy phep đại tha ICC được gọi là ca pro một toàn anh trả chia bàn anh ở quạt nơi cái lòng mọc đại mình đại tha tháp bàn anh trả chia cái này cứ mình ra chân nào sầm bón chấp bàn loa muối tại chấm này sầm khăn đối đại những chấm bàn xua kháng đàm đại lục mới bị bẹp bón tận đằng cô bẩm nòng phù phật tham men tan tới sầm rập bật tê đại chia sầm chặt đối chất đánh cam của chia dương có miên tân la ca luôn anh đấy nên dương miên tăng sản lạc đồng bộ dương miên ủ tô dương miên cổng phu sản lạc ca chặt ca nơi rương rao tu tất đại ca miên nông nông bà tế cam của chia thật ta hãy đếch ban chia vì phốp lúc thật bằng ca nơi tân la ca bộ một tôn ăn trả chết môn bằng ca vì làng cao vì sống kìm lục lục tỷ bì vì bắt đọc bằng giáo ấy tại đó là vì phốp lúc tăng ngôn bình đủ Bạn ở côn chú bố xâm nô đó miền ăn tên này khlâm xa ní cứ cùng nóng thì anh chỉ miền pi chân nói các bàn tay nhầm sông bông bãi chỉ chân nói tôi thì hồi tôi sẽ nói chuyện với các bạn cần chỉ điểm bạn cho bạn thì mỗi tất cả các những được nhầm bạn phải chia hai dương tầm nào cả cho năm pi còn pi hai miền sầm nồng rừng và tọp tọp bàn tay đôi tôi sẽ nói chuyện bạn chỉ điểm hai hai vị thi có các bạn chỉ đã tha muốn được cao và cao nó cứ miền sừng cream miền ca bổng pin bổng pia chỉ cho đó này bạn thằng này thấy ca tala ca mà chấm nuôn uto chia sẻ đây đi kiếm bàn phát triển nó cứ tala ca prum toàn sản phẩm tây tạng Yugoslavi nó nè ca thái miền nơ ra bản đa miền ấy chẳng vấn thế tala ca on nó cứ chỉ tala ca đại bậc ca là cứ cày on hạt cả làng khi nè một tí pí tala ca nó ca là sản phẩm tây ông hát đại ca được không bật tiền nồng đi mà cái đấy ui thôi chắc đại ở sầu vô tiết được over to có over to có ông trong chuyện đây vì sao mình nông thà ca cầm chia dưới đấy cứ bật cả lắng cứ tăng còi sam dập cho nằm hỏi việc cả lắng tên được không đại đầy bỏ cả một chia dương thì chẳng hạn bạn cái trong miền bật cả thà là ca prom toàn chính cứ chia thà là ca muối đại miền lệ khăn chia ở chân trái thế chia chân trái và đây thà lâu là hốt mình đôi thà là ca Yugoslavia đại bị chọc bây giờ cầm đọc cho nam ấy tức cái chọc từ hỏi từ lá ca đại dương cô non bậc cá nó cứ tha đọc từ lư rừng ra tu tăng bị phục lục được khi ông ban bị chạy chun tôi sẽ có chun hỏi tha mà đọc về đi miền bắc tây mà rồi vùng bảy chỉ phía kỳ hay tràn dân tiền á nàng tràn tiền chẳng ukat cam đại ca nơi cái lái bắc tây thằng ông nó cứ sát tại châu nông sản cái chỗ bỏ từ lá ca chẳng vì miền hơi tha cứ liên sân thân từ lửa bị phục lụ dương trong mùa hai cho nói mối tiết đại dương thả cùng non bậc cả nó cứ đam bay đọc sai ở phim phim cho lời top thì nâng ông bơ bông pi bông pin được ông cắt cam thôn thằng ở phim phim ở ta chả sai những cái này khá cả làng sản được làm vấn đề ta là cái ni cái na ở bên miền sừng cream rồi có miền cả bộ bật bật cật ấy cứ tha tà la cá nó còn ai chặt về thiên cả sự một kế tới vì ai chuối bằng ca nơ ca bằng pin được có sừng kìm nứng nè nè ca hàm khoát cứ bằng ai tạm dịa ca
chọc vào căn mê đặc nôm để cho rùm thơ sân kriếm tới thơ ai sân kriếm nâng ai ai bà thoại ảnh thị bồn chẳng hay bàn nẹ sao chưa khá gọt thà tà là ca nâng cứ lõ ra ra gọt cát lăng nó mới bằng cà bằng cà nâng hồi tà là ca ni vì đình sầm khăn phát nó cứ thà đâm bấy cùng oi miên ẩm bơ nâng cát lăng chỉ thay mà đồng thịt đại kỳ hơi thà bình chọc nâu ni toàn là phía bán á và đấy nhóm xong bà chạy cái lại ni thà mình đang dùng nâng chạy chạy khả nơi xâm nô bẹp bọn chứ mùi thả ta mà bộ phết bọn nằm ở ấy bà đây nhóm con bà chạy thả ở ta là cá ní cứ đau từ lưu ta bọt ốc cất cám khuôn thường đài thô ai bị phốp lô rùm chùi nế nâng mình men chạy bọn nằm ở xa xa đề nâng chẳng ừ bàn chìa ta là cá ní bà cá ní cứ côm nóng nằm bay mình chọc đi toàn nằm hiếp ạ chùm bù bọt ốc cất cám thuôn thường thơ ai bị phốp lô rùm nâng gọt sống về những công ai nẹt đài bộ phận nó còn ai kịch bản bị xâm lăng chế bạc hay trong khối bẹp bọn nông cùm nó cứ chế chế bạc ổn ra chết cứ miền tình nẹt nâng viên ruột nâng ruột hay bởi dưng dây bị ruột cứ phải bị ruột mắt chỉ ổn ngập hiệp ai rụt bay mà nế việc khó bị bộ côn là dưng ai mơ khơ những ai bạc bàn chẳng chắc bạn ở miền này đánh bởi nhà mới còn lược đã lấy cò mùi lò mình tên còn thà bảo anh đã chết hai nẹ và bật bọt ốc cật nữa bằng pin cho bảo anh chết nữa cứ chía bọc cô chỉ bẩn nu chỉ rụp bọn bọc cô chân miên tại đã bọc cô là ai là tôi không trời tới tớp dựng ai ạ à, nụ mặt bảo anh đã chết mình sẽ thịp này chân hẹt phòl mùi pi để khiêm bàn bật chết nữa cứ thôi ai miền ca bạc ca nữ ta là ca nâng bà chà bà này thật bà vọt đám tố nâng cứ bẹp bọn cho bồi nâng mù là hẹt này sống kìm thông ngôn thông ngô bẹp bọn tên nâng bà tê nâng bà tê rồi có cả đặc nôm nà mùi để thôi ai bọn cô cụ thân nạn nâng mà hoàn trái tạo đạo bị phục lúc rồi cô bà rô sẽ chết chúc chú bọc tên nâng ở quay đại lục về tình vị bàn lực lang ông bì bà phết để bọt lầm mơ thông ngôn thông ngô rồi cô ủng cất thông ngô thắt á nâng nông đàn sẽ mặt cách ra bọn ai xí xí rồi cô ta là ca bọn một toàn ổn trả chết miền đàn sẽ mặt cách cổ đơn đọc rất có ách đó sai nơi bộ phết bắt là mới thuần thường bộ phết ở vầy khá đã đến miền trái được không chứ bạp ổn trả chết nữa. Bạn ổn cùng chứ ra nè này mình tên chỉ xâm nụ bẻ bọn nâng xâm mặt cách hay xâm mặt cách nâng môn nâng khiêm chấm điệp chùn nâng cứ thả bộ phết bắt là mới ấy nhầm xông bà gồm rõ thịt thả vì miền xâm mặt cách vì miền ai buồn á buồn vì miền xâm mặt cách tì cả lại thật ta bắt là mới nâng cả nơi nà nâng mùi thì pí vì miền xâm mặt cách bẹp bòn từ lưỡi bục cồn ta bục cồn luôn có chỉ bậc hết nè chỉ bục cồn đập nè nè nằng ui thò đi xả lạc đây mai khóm dừng dậy xăm mánh cứ bục cồn là từ tuổi có trực vùng phát rồi còn mấy đằng nòng chọn khu dân tây vấn đề là cả vùng toàn là chuyện dưới nước cứ kẹt cầm rắt đây vấn đề cái con cầm dụng cứ ai cắt tổ ban chấm pu bục cồn ná đá miền này dụ lược phòng bệnh đập chân nằm ấy nàng là nàng chia nít chun bà chia nít chun nàng hay đã hỏi một tiết pe về lì chẳng tam cố càng từ đây prum một toán người ta chưa mình ai gì xăm mánh thì mình ai cắt tổ nợ một pơ ná đây bị cắt mụn cố càng mình bắt tay sạc cam nàng là mình bắt tay sạc cam chẳng hay ban lại nít buông dương dây pi dứt tà tika phong đái cứ miên sự mặt dứt tika tika từ lượng bớt là mớ đại cắt cầu pi lẽ khăn thì cả thì còn rúm châu chỉ thuần miền. Chà, rồi bây giờ thà rò rương cái đấy, rồi có bắt ủng cực thương ngôn đã bán cả làng môn nâng dịch đầy thành ca rồi có chụp bạp này châu chỉ thuần miền cư mình trật bàn xa rơ dục mà có cả cắt dịch đầy tiền. Chà, nâng, nâng, hãy nâng đọc về trong cái đó cứ sự mặt cách từ lửa bọt là mơ. Hay bọt là mơ nâng cư miền buồn bà. Hay khi mà chuyện làng bên thà chia bọt là mơ, cái thà bụng một toàn ăn trả chiết đại bổng pin bảo ăn chiết hai miên trở đặng lẽ khả nạ thôn thường ngó và thua ỏi bị phục lục dưa nâng miên ca sừng về mối nó cứ bắt đầu cất cam sừng kìm hay chạm nhung phải chẹp bị phịp khóc nín tích thái tao móc ban miên bắt đầu cất cam phải chăng nâng một sự chiết bắt đầu cất cam bắt lại bụi sa hơi trông khơi ní cứ đại thấm mấy đại play vì ta là ca đại tây tiết đôi trong ban chuẩn bị chun tha thế tại Yugoslavia cái bậc cao tala ca mối nó cứ bật là mới thay mới nó cứ bật chuyển biến và chuyển biến bật chuyển biến chỉ bật là mới thay mới mùi hay khi ông bà vùng của chọn lành tít thả bật chuyển biến đi chấm rong chấm ra men tên tại sao ấy cái này dừng dây pi đường ca chuyển biến thì bẹp bòn chấm mùi đường ca đây bật tê mùi chuyển biến tại thời gian kia bật tê mùi chẳng bật tê mà chấm nuốt dừng công gì ở chấm bị ai
và bỏ lỡ kíp ở nơi bởi tìm mùi chân nguồn còn ở trong ai miền bộ phết bọn là mưu nâng thẻ cho tôi khăn ông xe mặt cách bỏ tà la ca thì chẳng hãy bàn vì đài lẽ khăn tì cả tì cổng rôm nông bàn ạ nụ mặt máu bọn là mưu xe nhìn xe những cái bàn chai anh bị thiệp xóm ở hai thiệp xóm để bọn là mưu nâng bàn tay bọn là mưu chuyển biến ở toàn này hành chẳng tựp tài bị bọn đọc ấy tế cái chạp đàm xa rư cái chạp đàm bị phía xa mà hỏi bàn cái cầm nọt thiệp xóm này bọn là mưu trầm trái bàn cái ảnh mặt ở bà có bàn tay mà đọc bình đi ở toàn miên cái đằng và trang bộ cô là mỗi bẹp bọn bọn là mưu aggression nâng tế bà នឹងគឺឆ្លៀនពីនឹងទេបាទនឹងចានេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកមេធាវីពន្យល់បន្ថែមលម្អិតបន្តិចដែរទៅលើប្រភេទនៃការយុត្តាធិការដែលលោកមេធាវីបានលើកឡើងមកនេះបន្តិចរឿងពេលវេលាទីកន្លែងបុគ្គលលើជាដើមថាតើទីកន្លែងនេះគឺចង់បញ្ជាក់បែបម៉េចឲ្យបុគ្គលដែលជាដែលស្ថិតនៅក្រោមមហាលើសពីអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅជានីតិបុគ្គលដែលទើបត្រូវបានតឡាការយកមកអនុវត្តទោះនឹងគឺចង់បញ្ជាក់បែបម៉េចដែរលោកមេធាវីចង់ពន្យល់កន្
ងទើបយើងយកមកនិយាយឬក៏យ៉ាងណាបាទល្អនឹងសំណួរនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការថាតើក្នុងលក្ខខណ្ឌណាដែលតឡាកាពន្ធដារជាតិនឹងគឺគាត់អនុវត្តសមត្ថកិច្ចរបស់គាត់គេចែងទី1គឺគេថាលក្ខខណ្ឌអានឹងថាជាលក្ខខណ្ឌដំបូងសិនចាហ្នឹងតលតែរដ្ឋនឹងទទួលយកសមត្ថកិច្ចទី2តលតែវាកើតក្នុងដែនដីទី3គឺប្រព្រឹត្តឡើងដោយប្រជាពលរដ្ឋនៃរដ្ឋដែលគាត់ទទួលយកសមត្ថកិច្ចហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាលក្ខខណ្ឌដំបូងបន្ទាប់មកបានតំណាក់ការមួយទៀតបានគេចាប់ផ្ដើមតំណាក់ការមួយទៀតទទួលយកបណ្ដឹងហ្នឹងគេទៅមើលលក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតចឹងហើយបានគេត្រូវពិចារណាថាតើឧមាថាមានបណ្ដឹងមួយនឹងទៅលើបុគ្គលមួយពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសណាមួយនៅមុខតុលាការនឹងថាតើបុគ្គលនឹងគឺជាសញ្ជាតិរបស់ប្រទេសដែលចូលជាសមាជិកឬក៏អត់នឹងហើយតើបទល្មើសនឹងវាប្រព្រឹត្តតែបុគ្គលនឹងត្រូវតែលើស8 10ឆ្នាំមកហើយតើប្រព្រឹត្តលើដែនដីនៃរដ្ឋដែលចូលជាភាគីនឹងអត់នឹងគឺជាលក្ខខណ្ឌដំបូងដែលយើងត្រូវមើលមុននឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅយុត្តាធិការហ្នឹងចំណុចមួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រភេទនៃបទល្មើសដែលលោកមេធាវីបានលើកឡើងហើយមាន4សំខាន់ហើយចុងក្រោយនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសឆ្លៀនពៀនប៉ុន្តែនឹងខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យលោកមេធាវីបញ្យលលម្អិតបន្ថែមទៀតដែរអំពីបទល្មើសនីមួយនីមួយថាតើអ្វីទៅជាបទល្មើសបន្លាយពូជសាសន៍បទល្មើសឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមឬក៏បទល្មើសប្រឆាំងមនុស្សជាតិរួមជាមួយនឹងបទល្មើសសំខាន់ដែលទើបតែសិក្សាពិភាក្សាហើយរឿងឆ្លៀនពៀនវាជារឿងចម្រូងចម្រាសមួយរបស់ភាគីជាសមាជិកនោះយ៉ាងណាប៉ុន្តែនឹងអនុញ្ញាតឲ្យលោកមេធាវីបញ្យលបន្ថែមនៅវគ្គទី2នៅក្នុងកម្មវិធីជជែកពីច្បាប់នៅក្នុងនេះសូមសម្រាប់បន្តិចសិនហើយនឹងខ្ញុំនឹងមានសំណួរបន្ថែមជាច្រើនទៀតជុំវិញទៅនឹងការអនុវត្តរបស់តុលាការប្រំពំតនអន្តរជាតិឬក៏ហៅកាត់ថា ICC នេះប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះសូមសម្រាប់បន្តិចសិនជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយ